Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì là hôm nay em xin giới thiệu với các bác một cái dòng phụ kiện, đó chính là dây AV chuyên dành cho âm thanh cao cấp. Vâng, thưa các bác, thì là tại sao em nói là âm thanh cao cấp thì thường ấy, thì là chúng ta đi mua loa các bác ạ. Đi mua loa thì thường người ta sẽ khuyến mại cho các bác những cái bộ dây rẻ tiền như thế này. Đây là dây rẻ tiền thì các bác nhé. Mua bất kỳ một dàn âm thanh nào thì thường người ta sẽ cho các bác như thế này. Cũng tùy từng nơi bán thôi, nhưng thường thì là em thấy là rất là nhiều bác đến chỗ em hỏi là có dây nào tốt hơn cái dây nào không, dây như thế này không. Bởi vì là bác ấy có mang tại nhà mang đi. Đó, ở nhà bác ấy mang đi đến rồi em bảo là ôi bác ơi cái dây này thì không dùng được đâu. Đó, bởi vì là cái này thì là chỉ dùng tạm thời thì ok. Chứ còn để mà nghe để mà nó có một cái tín hiệu tốt, nó chống nhiễu tốt thì là phải dùng cái loại dây như thế này. Đó, thì là cái dây này nó chuyên cho tín hiệu nha các bác nhá. Còn các cái dây này thì chúng ta là tốt nhất là không nên dùng. Đó, không nên dùng. Thì là em cũng hôm nay em sẽ giới thiệu thẳng về cái vấn đề này. Đó, thì là cái vấn đề này là cái dây này. Đó, thì ở đây những cái dây này, ví dụ như đây là những cái dây là người ta có ghi là 0,8 mét này. Em ơi, tao tắt cho anh cái này. Đây là dây là người ta nói là 0,8 mét. Đó, nhà bên em thì có rất là nhiều loại nhá. Ví dụ này, mỗi một cái loại dây ngắn dài thì cái giá thì nó khác nhau nhá các bác nhá. Ví dụ như dây là 0,8 mét thì là nó cũng giá nó khác. Và so với cái dây đây em xem này. Đây thì em lại lấy toàn dây 0,8 mét rồi. Bên em có một dây có những loại là 0,8 mét này, 4,2 mét này, 1,5 mét này. Đó, rồi 5 mét, 20 mét đều có nha các bác nhá. Thế nên tại sao em lại nói như thế? Thứ nhất là nếu như chúng ta không có mục đích sử dụng dây dài thì chúng ta chỉ cần dùng những cái dây như thế này thôi. Tại vì sao? Là thứ nhất là về cái chi phí nó sẽ rẻ hơn, và về cái mỹ quan nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì nếu như chúng ta mà chỉ cần có một đoạn là 50 phân thôi mà chúng ta mua khoảng dây 1,2 mét thì nó sẽ dài, dây nó rất là dài và nó rất là luộm cuộm ở trong cái dàn âm thanh nhà mình. Thế cho nên là dây nó tạo nên cái mỹ quan, cái hình ảnh nó không được đẹp. Đó, thì cái điều đầu tiên này em nói với các bác là nếu như các bác có nhu cầu như thế nào thì tốt nhất là nên gọi điện cho chúng em, hoặc là có thể để lại bình luận bên dưới thì bên em sẽ tư vấn cho các bác một cách nó chi phí nó hợp lý nhất, và để tránh cái tình trạng nó bị lãng phí đi. Đó, thì là bên em hiện tại thì có rất là nhiều loại dây như thế này. Đó, thì các bác quan tâm thì cứ điện thoại, thì số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Và đây thì em sẽ bóc một cái sợi này, một cái túi này ra để chúng ta có thể đánh giá chi tiết. Cái này nó bóc rất là dễ nha các bác nhá. Vâng, ok em để đây, anh mở cái túi. Đây các bác nhìn thấy cái bao bì này. Bao bì người ta đóng gói nhìn rất là chuyên nghiệp. Đó. Bao bì đóng gói rất là chuyên nghiệp, và cái thương hiệu Chosel các bác nhìn này. Các bác nhìn rõ cái thương hiệu Chosel này, nó rất là nổi tiếng về chuyên về cái phụ kiện âm thanh. Đó. Thì ở đây, đây chính mặt sau của nó, và cái này thì là nó em cũng không biết đọc tiếng Anh đâu các bác. Đó, nhưng mà theo em được biết thì là cái dây này là xuất xứ Trung Quốc các bác nhé, xuất xứ Trung Quốc. Đó, còn bên em cũng có rất là nhiều loại dây bãi xịn hơn, có tốt hơn có, nhưng mà em sẽ giới thiệu với các bác từng sản phẩm một, bởi vì là nếu mà nói chung một sản phẩm thì không thể nói được hết ý, không thể nói được hết ý của những cái sản phẩm nó ra. Vâng, thì là em sẽ đi sâu vào cái vấn đề là cái dây này. Vâng, thì các bác nhìn hai cái đầu, em sẽ so sánh trực tiếp cho các bác này. Đây, hai cái đầu này, hai cái sợi này các bác nhìn này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá là cái sợi của nó nhìn rất là khôn, chắc chắn. Và cái sợi dây đẻo này thì nó chỉ được như thế này thôi, rất dễ gãy nhé. Các bác chỉ bẻ 2-3 lần là nó sẽ gãy cái dây này. Đó, thế này chúng ta không nên dùng. Và về cái dây này thì các bác nhìn, nó rất là đẹp. Dây này rất là đẹp và nó được in luôn một cái dòng chữ ở đây. Đó, in luôn cái dòng chữ ở đây. Audio này, có nhìn thấy audio video này. Đó,
Thì audio video đây thì nó cho chúng ta là, nó có thể cho chúng ta là tín hiệu âm thanh và tín hiệu video đó. Chúng ta tùy mục đích chúng ta sử dụng, nếu chúng ta sử dụng cái mục đích nào thì chúng ta sẽ cắm vào cái đó. Và thêm cái nữa là các bác nhìn xem là cái dây đấy cầm nó, cái sự đàn hồi của nó rất là tốt, nó không lo bị gãy như các bác nhé, đàn hồi rất tốt luôn, không bao giờ lo bị gãy nó, bởi vì cái sợi nó bên ngoài được bao bọc lớp cao su bên ngoài rất là to, nó to như cái đầu đũa luôn, nó không sợ bị gãy. Và cái đầu của nó các bác nhìn rất là sáng chắc, và cái này nó không bị oxy, không bị oxy hóa như các bác nhé. Đó, cái này các bác dùng thoải mái luôn, không bao giờ phải lo. Và cái giá thành ấy, giá thành bên em bán rất là rẻ, và bên em các bác mua số lượng ít, một sợi hai sợi bên em vẫn gửi cho các bác bình thường. Đó, các bác kể mua một sợi hai sợi bên em vẫn gửi không sao cả, bởi vì là thật ra là cái phụ kiện này thì chúng ta không có nhu cầu dùng nhiều, đúng không ạ? Đó, không có nhu cầu dùng nhiều, nên các bác cứ đừng ngại, thì là mua ít thì không ngại, không muốn hỏi, nhưng các bác yên tâm mua ít bên em cũng giao. Đó, một sợi em cũng giao. Đó, thì em chỉ muốn là làm sao mang được những cái sản phẩm tốt đến cho các bác và cái giá thành hợp lý. Và em cũng xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi. Và hiện là sản phẩm đã được bán tại Tuyên Vũ Audio. Mọi chi tiết các bác có thể liên hệ từ số điện thoại 0978 503 822 để được hỗ trợ. Em xin chào các bác.